đổi lấy chiếc i10 2014 nhá. Đây, làm sao xem kia. Đây. À, Innova về làm dâu Hà Nội, còn em Hương chính thức nhập lại là một chiếc xe i10 2015. Xe của em đấy thì xe gia đình sử dụng lắm nhá. À, có chạy thêm một chút chút dịch vụ gia đình hơn nhưng không đáng bao nhiêu đâu. Xe vẫn còn rất là